Bốn con giáp thành công nửa cuối năm 2021, thăng chức tăng lương là chuyện nằm trong tầm tay. Điểm danh bốn con giáp thành công nửa cuối năm 2021 này sẽ đạt được những thành tích rực rỡ nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ. Hãy cùng Lịch Hãy Tốt xem bạn có nằm trong danh sách này hay không nhé! Tuổi Tý. Người tuổi Tý có nhiều cơ hội trở thành con giáp thành công nửa cuối năm 2021 này bởi khó khăn công việc dần được tháo gỡ. Bạn tìm ra hướng đi mới để phát triển sự nghiệp của mình. Cùng với đó, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp cũng thêm phần hài hòa. Bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu vấp phải vấn đề. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao vào đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương. Đây cũng sẽ là thời điểm bản mệnh có thể mở rộng quy mô công việc, đừng giới hạn bản thân trong những vùng an toàn. Nếu muốn chinh phục lĩnh vực mới, bạn cũng có thể thử sức xem sao. Cuối năm, công việc tiến triển càng lúc càng thuận lợi, hứa hẹn sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị. Bản thân bạn vừa có tiền bỏ túi lại còn được cấp trên trọng vọng. Tuổi Dần. Xem tử vi năm 2021, khoảng thời gian cuối năm này, công việc của người tuổi Dần phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần bạn cố gắng hết sức mình thì ắt sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Bạn dễ gặp sự lành, có quý nhân phù trợ, chỉ ra hướng phát triển phù hợp với bản thân và tình hình thực tế, đồng thời có biện pháp giải quyết những khó khăn ở hiện tại. Thêm vào đó, bạn sẽ có không ít cơ hội mở mang đầu óc, rèn luyện kỹ năng làm việc. Vì vậy, đừng ngại tham gia vào các buổi đào tạo nâng cao, chuyên môn nghiệp vụ, cũng như những chuyến công tác dài ngày. Nếu không tiếc hy sinh khoảng thời gian cá nhân, bạn sẽ được trả công xứng đáng cho tương lai. Những biểu hiện xuất sắc của bạn ở nơi làm việc ắt hẳn sẽ khiến cho lãnh đạo đánh giá cao và đồng nghiệp ấn tượng. Tuổi Thìn. Nửa cuối năm 2021 này, người tuổi Thìn dần có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc. Nhờ thế mà bạn phát hiện được những lỗi sai tồn tại từ trước đó và có hướng khắc phục hợp lý. Đường số cũng dần dần lấy lại được lòng tin với người làm lãnh đạo và được giao cho giải quyết những công việc quan trọng hơn. Trải qua những sai lầm này, bạn học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm đáng quý, thậm chí là phát hiện ra được tiềm năng mới của mình. Hãy kiên trì với mục tiêu đã đặt ra từ trước đó, rồi bạn sẽ gặp được một vài cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân, tạo thêm được cơ hội được cất nhắc trong tương lai. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện, có thể mang lại cho bạn nhiều tin vui hoặc các cơ hội đáng quý. Con giáp tốt số này, hãy nhanh chóng nắm bắt lấy thời cơ thuộc về mình nhé! Tuổi Mùi. Sự nghiệp của người tuổi Mùi phát triển vô cùng thuận lợi, mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp và thái độ làm việc tích cực, chủ động có thể giúp cho bạn khắc phục được nhiều khó khăn một cách nhanh chóng. Khi được giao cho những công việc hóc búa, bạn cũng không hề có thái độ trốn tránh hoặc là buông xuôi. Bạn biết rằng những cơ hội như thế này không có nhiều và mình cần phải nắm cho chắc trong tay. Cuối năm, bạn có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc có người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi bạn vẫn phải chịu sự nhòm ngó, xét nét của kẻ tiểu nhân. Chẳng ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người. Bạn chỉ cần làm tốt việc của mình và bỏ ngoài tai những lời thị phi là được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.